Đây ngồi đây. Hello mọi người đang xem trên kênh YouTube của Tường. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kiểu tóc mà một cách tự nhiên nhé. Gặp kiểu gì là hướng dẫn kiểu đấy. Mình xin phép được quay video một tí nhé. Dạ. Em lần đầu tiên cắt đúng không? Dạ vâng. Ai giới thiệu em đến đây? Dạ em bạn em chỉ bạn em giới thiệu em. Em đang học trường FPT à? Dạ không, em học trường về Nhật ạ. À về Nhật, ok. Dạ. Anh thấy cái phong cũ là đang để sai bát à? Dạ. Hay là ăn được cắt? Em cắt là kiểu cắt ngắn thôi, giống kiểu ăn được cắt đấy. Ăn được cắt đúng không? Nhưng mà giờ em muốn là cắt nối form nấm mullet. Layer mullet. Vâng. Mái anh sẽ cắt ngắn lên trên lông mày. Hay là để nguyên? Nguyên anh ạ, tại vì tóc em là tóc xoăn tự nhiên anh. Nếu mà đến lúc khô nó xoăn lên phải nửa chán thôi. Vậy là anh sẽ để cái mái tự nguyên cho em, giữ nguyên mái. Dạ. Và để gáy cho em, để em nuôi. Hai bên này cắt trắng. Được, cắt trắng, cắt xanh. Cắt xanh. Dạ. Ok, chiến nhá. Thế thì dễ. Không hợp lý chỗ nào thì anh chỉnh cho em. Thế thì dễ rồi. Nhưng mà nuôi gáy thì cũng mất một thời gian đấy nhá. Dạ. Cắt như này thì cắt nhanh lắm, dễ. Bởi vì là cắt có mỗi tí hai bên. Trên thì anh sẽ tỉa texture cho em để em vuốt. Có hay vuốt không? Có. Em tên gì nhỉ? Em tên anh. Lúc nãy các bạn đã tư vấn combo cho em chưa? Dạ, em combo 1. Tư vấn rồi đúng không? Dạ vâng. Đức Anh à? Việt Anh ạ. Việt Anh. Dạ. Cái áo ở đây đâu rồi cháu? Anh cắt cho Việt Anh nhá. Dạ. Bao giờ cũng vậy, chúng ta chia bên side lên, dư phần top ra, side và top. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt phần side nhá. Size thì mình sẽ cắt kê lược bởi vì các bạn ấy có nhu cầu cắt xanh. Dùng lược bản to 2019, ai chưa mua thì mua ủng hộ. Và tông đơn là T219 luôn. Lược bản to 2019 này, lược bản to 2019. Và tông đơn NT219 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kê lược này. Cắt nhanh thôi. Đầu này quá dễ rồi. Giữ lại phần size nhé. Và cắt đến phần đỉnh tai ta dừng lại. Bởi vì để gáy nuôi gáy mà. Nuôi gáy muôn nét mà. Đừng cắt gáy đi nhá. Để nguyên vậy cho bạn ấy nuôi. Nuôi bây giờ cũng phải mất một thời gian đấy. Rồi. Đó. Rồi. Cắt liên kết xuống phần gáy này. Bởi vì gáy này gáy nuôi thì phải cắt liên kết nhé. Ok rồi. Vậy là xong một bên nhé. Đó, vậy là xong một bên này. Đấy, các bạn có thể nhìn này. Đấy. Nó sẽ xanh xanh như thế này. Các bạn nhé. Mở lưỡi đánh mở chân mai lên. Ok, bây giờ sẽ sang bên còn lại. Phần này mình cắt đi một chút nữa cho nó liên kết này. Đó. Rồi ok, sang phần bên kia. Mullet là phải cắt như thế các bạn nhé. Rồi bên đây mình cũng bắt đầu cắt như thế này. Kê lược này.
mở lưỡi đánh mở chân lên. Khoanh viền này. Là xuống này. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ dùng bấm viền để mình bấm viền nhé. Mình bấm viền gáy nhé. Trường Việt Nhật trong đấy là đông không em? Dạ, trường mới năm trước thì là trường là về thiên về thạc sĩ ấy. Khoảng 4 năm nay trở lại thì mới thi mặt cử nhân đại học. Là trường cũng là trường mới. Việt Nhật rồi có cả Việt Úc đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà Việt Nhật thì thuộc quốc gia nội, là quốc gia nội. Cái gáy này thì để nguyên nhé các bạn nhé. Để mình bấm qua cái viền nữa này. Tự quay nên là anh em thông cảm vậy. Em học mấy năm rồi? Dạ em nhất ạ. Em quê ở đâu? Em Hà. Từ đây về quê em phải 200 cây đấy nhỉ? Dạ 200 cây. Phần sai bên này mình sẽ cắt ngắn đi một chút nữa các bạn nhé. Cắt trắng hơn một tí nữa. Rồi mình sẽ quay thẳng xem như thế nào. Rồi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thả bên trên ra. Xịt nước vào cắt bên trên nhé. Bên trên thì vẫn là cái cách cắt mà mình vẫn hay cắt là cắt từ bên trái trước. Cắt từ bên trái trước, các bạn cùng xem nhé. Mái giữ nguyên này. Trên này mình cắt đi khoảng 1 cm này. Trên cắt đi khoảng 1 cm, mái giữ nguyên. Tóc này khá yếu. Tóc trước em mới ép à? Em ép xong em nhuộm xong rồi em phải tẩy xong rồi nhuộm. Ép nhuộm tẩy đúng không? Vâng. Tóc yếu chứ. Cái đấy nhiều thuốc quá. Cũng chịu chơi đấy nhỉ. Nhà em có tiệm tóc à? Vâng. Làm free. Mẹ làm hay sao? Dạ không, cô làm. Cô với chị làm. Phần sau gáy thì mình cắt đi khoảng 1 cm nhé. Cắt ga đô sừng các bạn nhé. Trên dài dưới ngắn. Ok. Mái giữ nguyên cho em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành sấy khô để xem nó sẽ như thế nào. Đây, ngồi đây. Hello mọi người đang xem trên kênh YouTube của Tường. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái kiểu tóc mà một cách tự nhiên nhé. Gặp kiểu gì là hướng dẫn kiểu đấy. Mình xin phép được quay video một tí nhé. Dạ. Em lần đầu tiên cắt đúng không? Dạ vâng. Ai giới thiệu em đến đây? Dạ em, bác em chỉ bạn em giới thiệu em. Em đang học trường FPT à? Dạ không, em học trường Việt Nhật ạ. À, Việt Nhật, ok. Dạ. Anh thấy cái phong cũ là đang để sai bát à? Dạ. Hay là undercut? Em cắt là
cắt ngắn thôi, giống kiểu ăn ăn được cắt đấy. Ăn được cắt đúng không? Nhưng mà giờ em muốn là cắt nối form nấm mullet. Layer mullet. Máy anh sẽ cắt ngắn lên trên lông mày. Hay là để nguyên? Nguyên anh ạ, tại vì tóc em là tóc xoăn tự nhiên anh. Nếu mà đến lúc khô nó xoăn lên thì nửa chán lắm. Vậy là anh sẽ để cái máy tự nguyên cho em, giữ nguyên máy. Dạ. Và để gáy cho em, để em nuôi. Hai bên này cắt trắng. Được, cắt trắng, cắt xanh. Cắt xanh. Dạ. Ok, chiến nhá. Thế thì dễ. Không hợp lý chỗ nào thì anh chỉnh cho em. Thế thì dễ rồi. Nhưng mà nuôi gáy thì cũng mất một thời gian đấy nhá. Dạ. Cắt như này thì cắt nhanh lắm, dễ. Bởi vì là cắt có mỗi tí hai bên. Trên thì anh sẽ tỉa texture cho em để em vuốt. Có hay vuốt không? Có. Em tên gì nhỉ? Em tên anh. Lúc nãy các bạn đã tư vấn combo cho em chưa? Dạ, em combo 1. Tư vấn rồi đúng không? Dạ, vâng. Đức Anh à? Việt Anh ạ. Việt Anh à? Dạ. Cái áo ở đây đâu rồi cháu? Anh cắt cho Việt Anh nhá. Dạ. Bao giờ cũng vậy, chúng ta chia bên side lên, dư phần top ra, side và top. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt phần side nhá. Side thì mình sẽ cắt kê lược, bởi vì các bạn ấy có nhu cầu cắt xanh, dùng lực bản to 2019, ai chưa mua thì mua ủng hộ. Và tông đơn là T219 luôn. Lực bản to 2019 này, lực bản to 2019. Và tông đơn NT219 luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành kê lược này. Cắt nhanh thôi. Đầu này quá dễ rồi. Giữ lại phần sai nhé. Và cắt đến phần đỉnh tai ta dừng lại. Bởi vì để gáy nuôi gáy mà. Nuôi gáy mua nét mà. Đừng cắt gáy đi nhé. Để nguyên vậy cho bạn ấy nuôi. Nuôi bây giờ cũng phải mất một thời gian đấy. Rồi. Đó. Rồi. Cắt liên kết xuống phần gáy này. Bởi vì gáy này gáy nuôi thì phải cắt liên kết nhé. Ok rồi. Vậy là xong một bên nhé. Đó, vậy là xong một bên này. Các bạn có thể nhìn này. Đấy. Nó sẽ xanh xanh như thế này. Các bạn nhé, mở lưỡi đánh mở chân mai lên. Ok. Bây giờ sẽ sang bên còn lại. Phần này mình cắt đi một chút nữa cho nó liên kết này. Đó. Rồi ok. Sang phần bên kia. Mullet là phải cắt như thế các bạn nhé. Rồi bên đây mình cũng bắt đầu cắt như thế này. Kê lược này. Mở lưỡi đánh mở chân này, này. Khoanh viền này. Nà xuống này. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ dùng bấm viền để mình bấm viền nhé. Mình bấm viền gáy nhé.
Trường Việt Nhật trong đấy là đông không em? Dạ, trường mới những năm trước thì là trường là về thiên về thạc sĩ ấy. Khoảng 4 năm nay trở lại thì mới thi mặt cử nhân đại học. Là trường cũng là trường mới. Việt Nhật rồi có cả Việt Úc đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà Việt Nhật thì thuộc quốc gia nội, là quốc gia nội. Cái gáy này thì để nguyên nha các bạn nhé. Để mình bấm qua cái viền nữa này. Tự quay nên là anh em thông cảm vậy. Em học mấy năm rồi? Dạ em biết ạ. Em quê ở đâu? Em Thanh Hóa. Từ đây về quê em phải 200 cây đấy nhỉ? Dạ 200 cây. Phần sai bên này mình sẽ cắt ngắn đi một chút nữa các bạn nhé. Cắt trắng hơn tí nữa. Rồi mình sẽ quay thẳng xem như thế nào. Rồi. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thả bên trên ra. Xịt nước vào cắt bên trên nhé. Bên trên thì vẫn là cái cách cắt mà mình vẫn hay cắt là cắt từ bên trái trước. Cắt từ bên trái trước, các bạn cùng xem nhé. Mái giữ nguyên này. Trên này mình cắt đi khoảng 1 cm này. Trên cắt đi khoảng 1 cm, mái giữ nguyên. Tóc này khá yếu nhé. Tóc trước em mới ép à? Em ép xong nhuộm xong rồi em phải tẩy xong lại nhuộm. Ép nhuộm tẩy, nhuộm tẩy đúng không? Vâng. Tóc yếu chứ. Em lấy nhiều thuốc quá. Cũng chịu chơi đấy nhỉ. Nhà em có tiệm tóc à? Vâng. Làm clean. Mẹ làm hay sao? Dạ không, cô làm. Cô với chị làm. Phần sau gáy thì mình cắt đi khoảng 1 cm nhé. Cắt ga đôi sừng các bạn nhé. Trên dài dưới ngắn. Ok. Mái giữ nguyên cho em nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành sấy khô để xem nó sẽ như thế nào. Ok, vậy là mình đã sấy xong rồi nhé. Tóc bạn ấy là vừa tẩy này, vừa uốn này, vừa ép này, nó bông xù hết lên rồi. Đấy, cái mái này giữ nguyên cho bạn ấy. Nhưng mà mình thấy để tự nhiên thì để tự nhiên thì cũng được, hoặc là để sai bát đi, mình thấy để sai bát. Để sai bát trông có vẻ là nhưng mà phải tóc bạn đã ép rồi. Nếu mà sai bát thì phải là sai bát vuốt lên như này mới đẹp. Để như này đẹp. Đó. Để như này đẹp. Để như này có vẻ trông đẹp hơn. Vuốt nhẹ như này thì đẹp hơn. Còn để thẳng xuống thì nhìn nó hơi đơ đơ. Em vuốt nhẹ lên như này anh thấy đẹp hơn này. Trông này đẹp hơn, hợp hơn. Thì em chỉ cần vuốt nhẹ một phát là được. Vậy là xong rồi các bạn. Rồi em thấy hai bên như này ok không? Tôi tưởng bạn đi đâu vậy rồi. Ok không? Gáy để nguyên cho em. Ổn không? Xem chưa, lâu lắm không nhìn được sao không biết.
đằng... gáy của em á thì nó mới ngắn ngắn thôi, cái này chưa phải là mút nét, mút nét nó phải mọc dài ra một tí nữa, hoặc là anh thấy để gáy như thế này cũng đẹp. Nếu mà người em để gáy hẳn to thế này thì cũng trông là cũng mất thời gian đấy, thì cái đấy phải nuôi. Ở hiện tại gáy của em nó đang rất là ít, mà anh nghĩ là em để gáy sẽ đẹp, nhưng mà để vừa thôi, đừng để dài quá. Nhưng mà nếu bây giờ cắt gáy đi thì lại không đẹp. Anh nghĩ gáy của em cắt đi thì cái gáy em nó trông nó bẹp bẹp, thì anh nghĩ là nên để như này. Ok không? Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành cạo các bạn nhé. Vậy là mình đã hoàn thiện xong rồi các bạn nhé. Đó. Gáy nuôi mullet và hiện tại để xoay bát sẽ hợp hơn. Đó. Tóc đã xoăn sẵn rồi, thì để xoay bát sẽ hợp hơn. Hai bên thì cắt vừa phải. Đó. Ok, cảm ơn Việt anh. Kênh Tường Barber Vlog thì Tường sẽ chia sẻ về cuộc sống của Tường, và kênh Tường Barber Training sẽ chia sẻ về lộ trình của khóa học. Đồ nghề NT Giao Lạc thì sẽ chia sẻ về tất cả mọi thứ liên quan đến bảo hành và đồ nghề. Khai Sáng Tâm Hồn thì sẽ chia sẻ về cuộc sống, về trải nghiệm thân và tâm. Tường Barber Training TikTok các bạn nha sẽ chia sẻ rất nhiều về nghề. Instagram chia sẻ về những tác phẩm của Tường. NT Giao Lạc là nick Facebook cá nhân, mọi người kết bạn nhé. Còn đây là fanpage chính của Tường, Tường Barber, mỗi thế thôi. Và cuối cùng là nhóm kín của Tường để chúng ta giao lưu về đồ nghề, về nghề.